Tuy nhiên xin kính chào các khán thính giả. Kính thưa quý vị, mạng lưới nhân quyền Việt Nam vừa cho công bố bản báo cáo nhân quyền Việt Nam 2011. Để tìm hiểu nội dung của báo cáo này cũng như thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, chân như hỏi chuyện tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng là trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Cuộc phỏng vấn được thực hiện qua Skype Video. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ vâng, xin gửi chào đến tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng ạ. Dạ, xin chào anh Trân Như, xin chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Vâng, thưa ông, xin ông có thể cho quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do biết những cái điểm nào đáng chú ý trong cái bản báo cáo về cái tình hình nhân quyền Việt Nam 2011 hay không ạ? Dạ, thưa anh, cái bản báo cáo thì thường thường ghi lại những cái biến chuyển về nhân quyền trong năm đó. Thì năm nào cũng có những cái đề mục gần gần giống nhau. Tuy nhiên, năm 2011 ta thấy ở Việt Nam có những cái biến cố lớn, quan trọng nhất là cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua cái đại hội đó, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tái xác nhận rằng chỉ có họ mới là có quyền lãnh đạo đất nước. Cho nên họ dùng tất cả mọi cái biện pháp và cái gì có thể có được, lực lượng công an trấn áp để mà giữ lấy cái quyền thống trị của họ. Bởi vì vậy cho nên cái nhân quyền là một cái lĩnh vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất theo tôi nhận xét. Cho nên chúng tôi phản ánh qua cái bản báo cáo, thứ nhất là vấn đề dùng bạo lực công an để trấn áp những cái đòi hỏi chính đáng của người dân. Cái vấn đề đó đã trở thành một chính sách chúng tôi gọi là nhà nước công an tỉnh. Thì cái đó là cái chúng tôi nhận thấy rằng là nó tồi tệ nhất trong năm qua đối với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Vâng, vậy thì theo ông, cái bản báo cáo năm nay nó có những cái điểm khác nào so với cái bản báo cáo của năm 2010 hay không ạ? Dạ vâng, thì năm 2010 chúng tôi không đưa cái vấn đề mà cái quyền chính trị trở thành là quan trọng. Cái báo cáo năm nay thì chúng tôi đưa cái quyền chính trị, trong đó có quyền chẳng hạn như quyền người dân tham gia vào chính quyền. Bởi vì như anh biết, trong năm vừa rồi thì ở Việt Nam có cuộc bầu cử các cấp, từ quốc hội cho đến là các thành phố, tỉnh thị. Nhưng mà qua bầu cử đó thì chúng tôi nhận thấy rằng hoàn toàn là đi ngược lại những cái gì mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nói trong bản hiến pháp của họ, là người dân làm chủ đất nước. Trong cái vấn đề mà quyền chính trị có một cái khác nữa quan trọng hơn, đó là quyền tự do ăn nói, phát biểu, thành lập những cái nhóm, thì tất cả những cái đó cũng không được nhà nước Việt Nam tôn trọng. Nhất là các blogger đã bị nhà nước truy lùng, bắt bớ. Cho nên chúng tôi nhận thấy rằng là trong năm vừa rồi, cái lĩnh vực chính trị, là quyền chính trị là vấn đề mà chúng tôi đưa lên hàng đầu. Thưa ông, tại sao cái bản báo cáo của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, cái con số những tù nhân lương tâm đó có vẻ như cao hơn so với cái bản báo cáo của những tổ chức khác ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi, bởi vì rằng là chúng tôi cũng cần là phải làm cho rõ vấn đề này, bởi vì có một số bản báo cáo không chấp nhận những cái người mà họ cho rằng là đã sử dụng vũ lực, họ cho đó là vấn đề là nghe là khủng bố đó. Thì đối với chúng tôi, cái khủng bố nó khác với vấn đề dùng vũ lực trong cái trường hợp chính đáng thì không thể gọi là khủng bố được. Và cái thứ hai là những cái người đó thật sự có khủng bố hay không, hay là nhà nước Việt Nam gán cho họ khủng bố. Đứng trên phương diện quan điểm nhân quyền, tôi nghĩ rằng tất cả những người nào mà nhân quyền bị chà đạp, một cái hành vi không sử dụng vũ khí trong lúc bị bắt bớ hoặc là bị tù 20-30 năm, điều đó không có thể gọi là khủng bố được. Cho nên chúng tôi đứng trên quan điểm nhân quyền chấp nhận những người đó như là những người tù chính trị, và nhân quyền họ bị chà đạp và chúng ta cần phải lên tiếng để mà can thiệp cứu vớt họ. Đó là quan điểm của chúng tôi. Cho nên trong bản báo cáo nhân quyền Việt Nam, cái số lượng nó cao hơn những cái bản báo cáo khác. Vâng, và câu hỏi cuối thì xin hỏi tiến sĩ là không biết là giải nhân quyền năm nay đã chọn nơi tổ chức chưa, và các ứng cử viên cho năm nay đã có những ai? Xin tiến sĩ có thể cho biết ạ. Dạ, thưa anh, cái câu hỏi đó cũng có hơi sớm, nhưng mà cái tiến trình cái vấn đề giải nhân quyền như thế này, đến tháng 7 thì chúng tôi có ra một thông báo mà yêu cầu đồng hương mình ở trong và ngoài nước đề cử người xứng đáng. Thì từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm thì chúng tôi có một cái thủ tục để tuyển lựa dựa trên những sự đề cử đó, và đến tháng 10 thì chúng tôi có thể thông báo được cái tên ai phải được chọn. Riêng vấn đề mà tổ chức ở đâu thì có lẽ năm nay chúng tôi cũng
đưa cái giải nhân quyền đi ra ngoài nước Mỹ một lần nữa. Năm ngoái chúng tôi ở Úc, thì năm nay có lẽ một là Âu Châu hoặc hai là Canada. Dạ thưa anh. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng đã dành cho FA buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Trinh Như, xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Dạ, xin chào. Và Trinh Như cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.